Ngày 2 tháng 9, ông Đặng Thọ Dần, giám đốc điều hành dự án thành phần 3 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 cho biết, trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9, đơn vị đã yêu cầu các nhà thầu tăng cường thi công dự án cao tốc. Dự án do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn làm chủ đầu tư. Theo ông Dần, tiến độ thi công từ nay đến thời hạn hoàn thành, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, chỉ còn khoảng 1 năm. Do đó, đơn vị đã yêu cầu các nhà thầu cần phải tận dụng tối đa các khoảng thời gian thuận lợi để triển khai thi công. Trong đó, yêu cầu các nhà thầu thi công tận dụng tối đa thời tiết, vượt nắng, thắng mưa, thi công 3K4 kíp để đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục công trình. Đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn An Nguyên Đắk Lắk cho biết, hiện nay công ty đã thực hiện thi công, đảm nhiệm được 30% giá trị gói thầu. Theo lãnh đạo Ban Quản lý Dự án tỉnh Đắk Lắk, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, tại buổi lễ phát động đợt thi đua cao điểm, 500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc, đơn vị đã yêu cầu các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án. Theo đó, về việc thi công xây lắp, Ban Quản lý Dự án tỉnh Đắk Lắk đề nghị các đơn vị tăng cường kiểm tra, kiểm soát chất lượng, phối hợp các bên kịp thời, kiểm tra nghiệm thu để chuyển bước thi công các hạng mục, tránh làm mất thời gian, ảnh hưởng tiến độ chung của dự án, cũng như việc phối hợp kiểm tra, kiểm soát đối với phạm vi chuyển tiếp giữa các nhà thầu, đảm bảo tính đồng bộ và phù hợp trên toàn dự án. Hiện tại, chủ đầu tư đã yêu cầu các nhà thầu cam kết hoàn thành tiến độ vào ngày 2 tháng 9 năm 2025.